Đây đây, giới thiệu các bác bộ sáo to nhất Việt Nam đây. Nào, to dài bao nhiêu ấy? Kích thước dài là 240. 240 là mút 24 đấy. 24 tới đầu rồi. Đấy, mũ này, cái mũ này nào? Mũ sáo đường kính nó là 53 phân. 53 phân các bác nha. 53 phân cũ mít này. Cái cu kia chui ở đây rồi này. Đấy, mày đứng gần nó xem nào. Đấy. Đấy. Các bác thấy không? Đây đôi sáo diều lớn nhất Việt Nam. Sáo diều lớn nhất Việt Nam. Chiếc sáo con đấy là dài 150. Sáo dài 1m rưỡi. Nguyên sáo bé là 1m rưỡi rồi. Đây. Đường kính sáo là 22 phân. Con sáo to là to hơn dưới rồi. 22 phân. Đây là kỷ lục lớn nhất Việt Nam mà chưa có cái cặp sáo là to như thế này đâu. Chiếc sáo đã thi công trong vòng nửa tháng rồi để các xếp bản quyền thuộc về đồ gỗ Tùng Tám. Thì đến nào, rằm tháng 7 này nếu ai ôm vào. Rằm tháng 7 này ai có nhu cầu xem chiếc sáo này lên giờ thì đến tại Gò Thờ, xã Trên Xá nhé. Đấy. Trời ơi. Lên rồi như là dài 10 mét, chúng tôi đang thi công ở sẵn phòng. Thi công cái điều lên rồi. 50 mét. Nếu một đứa trẻ con lớp 2 nhỉ. Lúc vào trong này là lên trên được. Lúc thế nặng lắm. To không?